Hôm nay là ngày 21 tháng 1 năm 2022, tức là ngày 19 tháng Chạp năm Tân Sửu. Gia đình Chu Học Kiến Tường lần đầu tiên sau dịch thì được đi họp mặt. Bữa nay là đi ăn sáng uống cà phê. Buổi ăn sáng này cho cô Võ Huỳnh Mai ở Texas mời. Xin cảm ơn cô. Địa điểm ăn sáng cà phê đây là quán cà phê Vita Võ trên đường Nguyễn Văn Cừ ở quận 1, ở khu vực này chắc là quận 5 của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cái bàn của gia đình Chu Học Kiến Tường, là cô Cẩm Thạch, bạn Phong, Nguyễn Thanh Phong, anh Sẹp, anh Long, phụ giáo viên của trường Trung học Kiến Tường. Đây là Gà Bách, đây là Đoàn Văn Nhiêu, đây chị Đoàn Qua Sương. Còn thiếu thầy Hòa cô Thủy nữa, chưa tới. Chào cô. Cô có nhắn gì cho Chu Học Kiến Tường không cô? Cô nhớ Chu Học Kiến Tường nhiều lắm, mấy năm rồi chưa gặp. Đây là cô Hoàng Thị Cẩm Thạch. Rồi. Rồi chào thầy, đây là thầy Đoàn Văn Nhiêu. Thầy, sức khỏe thầy lúc này thế nào thầy? Thầy có hỏi thăm con lúc bệnh, nhưng bây giờ này thì thầy cũng đi đứng hạn chế, đi đứng rất hạn chế. Hôm nay là như Phong nó thông báo đến mời thầy, thầy cũng từ chối, nó là nhưng mà có gặp thầy Hòa rồi mấy thầy nữa, thầy nói thôi vậy đi, lâu lắm rồi không có đi dạo Sài Gòn, lâu lắm rồi không có dạo Sài Gòn. Năm nay là canh dần nhâm dần sắp đến rồi, thầy biết nói gì đây, chỉ nhân dịp này để mà chúc mừng hết các thầy cô đã từng giảng dạy ở Kiến Tường. Không biết là chúng ta còn có thể gặp nhau được nữa hay không, hy vọng, nhưng mà vẫn hy vọng, thầy vẫn hy vọng còn tiếp tục gặp nhau nữa. Đó là cái điều hy vọng của thầy, mong rằng các bạn bè cũng vậy, thầy gửi thăm hết tất cả các bạn bè, các cựu học sinh đã từng học ở Trung học Kiến Tường. Thầy rất nhớ và nhờ có cái website Trung học Kiến Tường mà thầy gần như gặp hết tất cả các thầy cô. Còn một điều mà thầy đang nhờ bắt là thầy đã từng dạy ở Bình Dương 3 năm trước khi xuống Trung học Kiến Tường. Thì bây giờ Bách nó hứa nó sẽ cố gắng tìm một số bạn bè ở Bình Dương. Tự nhiên sao thầy cảm thấy muốn gặp những bạn bè ở Bình Dương đã dạy trước khi dạy cái trường. Đó là mong muốn. Còn thầy nhớ là như vậy, do đó khi mà nhớ lại cái Trung học Kiến Tường mà các bạn trong đó Phước, các bạn Hòa, các bạn Bách, Phong đã tạo được cái niềm vui. Còn thầy muốn gặp một số thầy cô đã dạy trước ở Bình Dương thì rất khó. Thôi cảm ơn tất cả, chào thầy tất cả buổi gặp mặt hôm nay, cảm ơn tất cả. Rồi, chào anh Long. Sau năm bữa nay là được ngồi lại với lại các người mà từng ở trong trường như mình thì cảm giác của anh như thế nào? Mặc dù Long chỉ ở đó có 2-3 năm nhưng mà gặp lại thế hệ tiền bối các thầy thời xưa ở Kiến Tường thì rất là vui, và các anh chị của Kiến Tường rất là vui. Thì hy vọng là có dịp sắp tới đây được hội ngộ với các anh chị, các thầy cô mà ở thế hệ trước để có dịp tâm sự về cái ngôi trường Kiến Tường ngày xưa tới hiện tại. Tại Kiến Tường có một cái câu gọi giống như là một châm ngôn
là một ngày ở kia chốt cái tường, tức là cả đời là người của trong một cái tường. Anh đây 2-3 năm rồi là cũng là quá siêu rồi. Rồi. Cái cô Hút đó hả? Ôi, vậy để hỏi cô coi. Thầy Hoàng Nguyễn Văn Hòa, thầy mới đi chích ngừa vaccine mũi 3 về cho nên là thầy đi tới trễ. Chào thầy. Chào. Sao thầy, tình hình này sao thầy sao? Ổn, rất khỏe. Thầy mới đi chích mũi 3 vậy hả? Dạ. Cô đâu thầy? Cô chích xong rồi nói là thấy không thoải mái. À, thế mệt, thầy mệt. Cô có nói, thầy cũng muốn nói gì với lại gia đình chú Học Cứu Tường nhân dịp năm mới không thầy? Nhân dịp năm mới thì chúc mọi người sức khỏe, bình an, mong sớm gặp lại. À, cảm ơn thầy. Rồi, chào cô. Rồi giờ cô có chúc Tết gì cho thầy trò Trung học Cứu Tường không cô? Cô chúc thầy trò Trung học Cứu Tường an lành, mạnh khỏe. Rồi hết Covid thì gặp nhau cho nó vui vẻ đầy đủ hết. Dạ. Tất cả đều thành đạt hết. Nhất là phước. Cảm ơn cô. Chúc cô và gia đình cùng tất cả các thầy cô và các bạn gia trường Phú Tường năm mới được luôn được bình an, có nhiều niềm thêm nhiều niềm vui hơn, hạnh phúc hơn. Cô cảm ơn nhiều. Chào cô. Đây là bạn Hoa Sương, bạn chúc Tết các thầy cô đi bạn bè đi, thay mặt gia đình Phước Tường. Dạ, Hoa là học sinh của Phước Tường, xin chúc thầy cô sức khỏe dồi dào, dạng sự như ý, gặp nhiều may mắn trong năm mới. Rồi, cảm ơn bạn. À, 3 năm rồi thầy trò Trung Học Cứu Tường mới gọi lại được với nhau đây. Hôm nay là Long An là dẹp luôn hội chợ Hoa Xuân mà không gặp được con người. Em hiểu rồi. Các cái hội nghị tổng kết cuối năm là dẹp luôn. Chính quyền đó dẹp luôn. Không làm. Mình có hỏi rồi, anh có hỏi rồi. Mình có đọc cái văn bản đó luôn. Nó nằm ở trên cái cổng thông tin điện tử của tỉnh đó. Ủy ban nhân tỉnh. Vậy là con nói vậy là Long An vừa về.